Hụt hụt hụt. Cầm lái, cầm lái. Vô mồi liền. Nó quay từ đầu tới cuối trận luôn. Sáp gì sáp không sao gì sáp không sao. Sáp đâu chỉ cước sáp. Sáp sáp cậu này sáp. Sáp chỗ nào? Sáp. Cước 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 cước. Thâu cá thâu cá thâu cá thâu cá. Khoan. Có thấy đường đâu mà thảo. Là tím cái nữa. Kính. Đừng có đẹp mặt nha. Trời ơi. Lẹ lên, trời ơi mồi. Trời bập đại vậy đó, đúng rồi. Nhanh vậy. Cái dĩa mì này cái chén đâu ta? Chén hả? Nằm trong cái dĩa. Nếu à. Hai ly cà phê ra uống được một ly nửa ly. À nhìn nó giấc cá nè, nhìn giấc cá. Ừ, nãy giờ có 2 phút là hai con. Ủa sao lưỡi câu sao còn có 2 lưỡi vậy? Mẹ nó giờ rồi. Dây sáp còn ở đây. Dây sáp không thấy cái nào. Còn có cái lưỡi đó đó. Đây nè, lấy lưỡi câu quấn cái dây sáp đi. Chuẩn bị sang phút thứ ba rồi nha. Gì ấy rồi rớt bao luôn.